Ok, chào tất cả các bác cùng quay trở lại với Ronaldo nhé. Và ngày hôm nay em sẽ chính thức sau một thời gian sau một thời gian mà những cái bộ mic D1KTV em đã cho ra thị trường rất là nhiều, thì ngày hôm nay em còn duy nhất 5 bộ chính thức. Ngày hôm nay duy nhất 5 bộ sẽ xả cho các bác với một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Em dám khẳng định từ trước giờ chưa có một cái giá là tốt như cái giá này. Và từ xưa đến giờ thì em đã có những video, nếu mà ai chưa biết qua cái video về cái bộ mic này thì các bác có thể vào kéo những cái video cũ của em để cùng xem lại những cái video mà em giới thiệu rất là chi tiết về những cái bộ mic D1KTV đây. Thì hiện tại đây các bác nhìn này, đây là tay mic của nó nhá. Tay mic còn rất là đẹp luôn, thực sự đấy. Đây là hàng bãi chuẩn D1KTV, một hãng thương hiệu rất là nổi tiếng. Và thưa quý vị, đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với em một lần nữa test lại cái chất âm cũng như là test lại cái bộ những bộ mic này. Ngày hôm có 5 bộ nha các bác nhá. Này em sẽ xả cho các bác với cái giá cực kỳ là tốt luôn. Ok, mỗi bác đi qua cho em xin một nút like, một lượt đăng ký kênh để cùng ủng hộ những video tiếp theo. Và với cái bộ mic D1KTV ngày hôm nay em lên cho các bác đầy đủ chống lăn, được chưa? Đầy đủ chống lăn, chống trượt, được chưa? Đầu thu mic cực kỳ đẹp, hộp sóng cực kỳ to luôn, hộp sóng to gần bằng bao thuốc lá luôn. Và hôm nay em sẽ tranh xả cho các bác với một cái giá cực kỳ tốt, 1.300.000 em bao ship, được chưa? 1.300.000 em bao ship, tặng đầy đủ dây jack phụ kiện cho các bác về chơi. Ok. Đấy, thì cái bộ mic này như em giới thiệu rồi, ở giữa nó có hai cái giải đèn chớp này, khi em bật lên này các bác nhìn này. Đấy, khi em bật lên bên kia là nó sẵn sàng nhá. Thì khi em vỗ cái mic này. Đấy, mic đây. Rồi, điều hòa đây. Được chưa? D1KTV nhá. Được chưa? Em vỗ này. Được chưa? Cái đèn chớp nó sẽ cháy nháy luôn các bác nhá. Lực 1 2 3. Đó. Ok, bây giờ em sẽ thử một chút cái bà karaoke để hát thử một chút cho các bác cùng thưởng thức cũng như cùng nghe xem được cái chất của cái con bộ mic nó ra như nào. Chỉ 1.300.000, nói thật các bác, ngày hôm nay là em sẽ cho các bác với một cái giá cực kỳ là tốt luôn để các bác chơi, được chưa? Đầu thu đây cực kỳ đẹp luôn, đây tay mic đây đều nhau luôn, chỉ có 5 bộ duy nhất các bác nhá. Bác nào nhanh tay thì còn, mà chậm là sẽ không còn đâu ạ. Lưu ý giúp em 5 bộ mic duy nhất ngày hôm nay cho 5 bác nhanh tay nhất sở hữu về D1KTV D301, hàng vô cùng là đẹp luôn. Đấy, bây giờ em sẽ test một chút tiếng mic để cho các bác cùng tham khảo qua với một cái đôi loa, với một cái đôi mic không dây, thực sự với các bác rằng rất là ok trong cái tầm tiền luôn. Ok các bác nha, em sẽ thử một chút một vài karaoke đây. Chờ. Lượt 1 2 3 4 5 6 7. Lượt 1 2 lượt 1 2 3. Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay tê. Anh làm thơ vũ quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi, những mùa trăng vũ quy vì mưa gió không về trên trường anh bước đi. Có nàng hẹn đôi mi ngóng theo đường vắng hỏi còn ai cố chi. Được chưa, các bác đã cùng với em test qua những câu hát để chúng ta cùng test qua một chút về cái bộ mic không dây này. Thì tất cả các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0982838695 nhé. 1.300.000 em bao ship, tặng đầy đủ giấy ra các bác nhé. Bộ mic không dây này. Cảm ơn các bác rất nhiều xem video của em ngày hôm nay.